thị trường quốc phòng châu Á sẵn sàng cất cánh. Với Trung Quốc ngày càng trở nên độc đoán và căng thẳng trong khu vực gia tăng, châu Á là một trong những thị trường quốc phòng có triển vọng nhất thế giới, với chỉ tiêu đang tiến gần 500 tỷ Mỹ Kim vào cuối thập niên này. Công ty Bell là công ty sản xuất máy bay trực thăng quân sự và dân sự, đang chuyển động để tận dụng cơ hội này. Giám đốc điều hành, ông John Garrison cho biết, châu Á-Thái Bình Dương là một khu vực rất quan trọng đối với công ty Bell, cho cả kinh doanh quân sự, thương mại và dịch vụ, và công ty dự kiến một sự tăng trưởng trong khu vực này. Công ty đang rất thành công ở Trung Quốc, hiện đang có tăng trưởng đáng kể ở thị trường Trung Quốc. Công ty cũng đang có một mối quan hệ tuyệt vời tại Nam Dương và đã bán được một số lượng lớn các máy bay trực thăng tại đây. Tại Mã Lai, công ty cũng đã có nhiều thành công với các dịch vụ cho các giàn khoan dầu ngoài khơi và dịch vụ y tế khẩn cấp. Nói chung, khu vực châu Á có nhu cầu rất đa dạng và công ty đang cố gắng để đáp ứng tất cả những nhu cầu đa dạng này của các khách hàng. Ngoài những nước này, thì Phi Luật Tân, Thái Lan, Việt Nam cũng là những nước đã từng mua sản phẩm của Bell, và ở những nước này, Bell cũng có cơ hội để phát triển trong tương lai. Hiện nay, kinh doanh của Bell trong khu vực châu Á chủ yếu là trong dịch vụ thương mại, nhưng ông Garrison nghĩ rằng thị trường châu Á sẽ phát triển nhiều hơn về mặt quân sự. Và ông Garrison không cho là sức mạnh kinh tế ở châu Á đang suy yếu, mà chỉ là khi lên khi xuống. Nhưng khu vực này sẽ tiếp tục phát triển, trong dài hạn sẽ trở nên rất quan trọng trong tương lai và có một tương quan rất cao giữa sự tăng trưởng kinh tế và sự tăng trưởng của doanh số bán máy bay trực thăng trong cả thương mại và quân sự. Trong ngắn hạn, công ty Bell đang có một khối lượng đặt hàng lớn tại Trung Quốc trong năm 2014. Trong khi đó thì thị trường Ấn Độ chậm hơn một chút do cuộc bầu cử sắp tới trong năm nay. Nhưng công ty Bell dự kiến một khi qua cuộc bầu cử thì sẽ có một tăng trưởng tại thị trường Ấn Độ.